Công ty bạn có vốn điều lệ 10 tỷ, đang cần số vốn 90 tỷ để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vậy công ty đó có thể huy động vốn bằng cách nào? Nếu theo cơ chế thị trường, bạn có thể đi vay tại ngân hàng 90 tỷ và nhận lại khoản nợ gốc và lãi suất. Nếu theo cơ chế vốn, bạn có thể pha loãng cổ phần để huy động vốn 90 tỷ, lấy 30% số cổ phần doanh nghiệp. Khi đó định giá của công ty bạn sẽ là 300 tỷ. Vậy cơ chế thị trường và cơ chế vốn là gì? Tại sao cơ chế vốn lại đang được nhiều doanh nghiệp hiện nay hướng đến? Chúng ta cùng tìm hiểu. Công ty theo cơ chế thị trường là một công ty hoạt động trong môi trường thị trường cạnh tranh, nơi các sản phẩm và dịch vụ được xác định bởi lực lượng cung và cầu trên thị trường. Công ty cơ chế thị trường cần phải cạnh tranh với các đối thủ khác để đạt được lợi thế trên thị trường và tối đa hóa lợi nhuận. Các yếu tố quan trọng của công ty cơ chế thị trường bao gồm tình trạng cạnh tranh, giá cả và quyền sở hữu tài sản. Cơ chế vốn. Công ty theo cơ chế vốn là một công ty thu thập và quản lý nguồn vốn để sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Các nguồn vốn bao gồm tiền mặt, tài sản, chứng khoán và các khoản nợ khác. Công ty theo cơ chế vốn cần phải quản lý các nguồn vốn này một cách hiệu quả để đầu tư và phát triển kinh doanh. Các yếu tố quan trọng của công ty theo cơ chế vốn bao gồm các nguồn vốn, các phương thức thu thập vốn, các hình thức sử dụng vốn, quản lý rủi ro và lợi nhuận. Cơ chế vốn giúp cho các công ty có thể huy động vốn một cách dễ dàng, từ đó giúp công ty phát triển nhanh và bền vững vì có nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mainland sẽ là một cơ hội sáng giá cho các nhà đầu tư.